Xin chào các bạn. Trong buổi học ngày hôm nay, thầy sẽ giúp các bạn tìm hiểu các kiến thức thuộc phần đại cương của dao động điều hòa. Trước hết thì các bạn cần nắm cho thầy các loại phương trình trong dao động điều hòa. Phương trình đầu tiên chính là phương trình ly độ. Phương trình ly độ còn được gọi là phương trình dao động, các bạn chú ý nhé, phương trình dao động hay là phương trình ly độ là một. Thì nó sẽ có dạng tổng quát là x bằng a cos omega t cộng gì? Cộng phi. Với đại lượng x này này thì được gọi là ly độ. X là ly độ của dao động. Đại lượng a tức là hằng số dương đằng trước hàm cos a lớn 0 được gọi là biên độ của dao động. Biên độ. Khi hằng số đằng trước là a lớn 0 là biên độ rồi thì cái đại lượng đường sau hàm cos tức là cả cái cụm omega t cộng phi, các bạn chú ý cả cái cụm omega t cộng phi này này thì được gọi là pha của dao động ở thời điểm t. Pha của dao động ở thời điểm t. Đặc biệt khi chúng ta xét tình huống t bằng 0, tức là cái đại lượng omega t sẽ bằng 0 và pha chuyển thành bằng phi, thì đại lượng phi này người ta gọi là pha ban đầu của dao động. Pha ban đầu. Như vậy là các bạn nhớ cho thầy phương trình tổng quát của dao động điều hòa sẽ có dạng x bằng a cos omega t cộng phi và chú thích rõ ràng các đại lượng trong phương trình cho thầy. Và căn cứ vào cái này thì các bạn có thể biết được giá trị của x nó nằm ở đâu, đúng không? X này. Đây là góc tọa độ O, a là hằng số dương. Thì có hai cái vị trí đối xứng nhau qua góc tọa độ là có tọa độ là trừ a và a này. Vật của chúng ta dao động thì nó chỉ lắc đi lắc lại xung quanh hai vị trí trừ a và a. Và bởi vì hai vị trí trừ a và a là hai vị trí giới hạn, nên vị trí này giới hạn về phía âm người ta gọi là biên âm. Biên âm. Còn giới hạn về phía dương thì người ta gọi là biên dương của dao động, có hai vị trí biên. Còn O thì được gọi là vị trí cân gì? Cân bằng. Các bạn chú ý, tọa độ x của chúng ta sẽ là thuộc cái đoạn từ trừ a mà đến a. Như vậy về bản chất biên độ dao động chính là ly độ cực gì? Cực đại. Các bạn có thể hiểu thêm một cái khái niệm. Tiếp theo là các bạn nắm cho thầy phương trình vận tốc. Phương trình vận tốc thì về bản chất nó chính là đạo hàm của ly độ, tức là chúng ta sẽ có v bằng đạo hàm bậc nhất của ly độ theo thời gian. Và đạo hàm của hàm cos thì nó ra trừ sin. Và đây là hàm hợp cho nên nó thêm con omega đằng trước. Như vậy v của chúng ta sẽ bằng trừ a omega sin omega t cộng phi. Các bạn chú ý. Và đương nhiên rằng là một số cái điều mà xung quanh đại lượng v, v là đại lượng vector. Thì khi vật chuyển động theo chiều nào thì vector vận tốc sẽ hướng theo chiều đó, tức là vector v luôn cùng chiều với chiều chuyển động này. Các bạn chú ý. Vật thì đổi chiều chuyển động chỉ khi qua vị trí gì? Trí biên. Và ở vị trí biên là vị trí bắt đầu chuyển chiều chuyển động thì vận tốc có độ lớn bằng 0. Và về pha thì v sẽ nhanh pha hơn x một góc pi trên 2. Chốc nữa thầy sẽ vào các bài tập, thầy sẽ chứng minh cụ thể cho các bạn. Khi vật chuyển động theo chiều dương nhé, nhớ nhé, các bạn có thể quan sát trên đây này. Khi vật chuyển động theo chiều dương của trục OX, đây là chiều dương. Đó là đi từ trừ A đến A thì chúng ta sẽ có V lớn hơn gì? 0. Còn khi vật chuyển động ngược chiều dương của trục OX thì chúng ta có V nhỏ hơn 0. Ở hai vị trí biên thì V bằng 0, ở bên này là V bằng 0. Và vật đảo chiều chuyển gì? Chuyển động. Đấy là một số điểm về phương trình vận tốc. Tiếp theo là các bạn nắm cho thầy phương trình gia tốc. Gia tốc thì nó sẽ bằng đạo hàm bậc nhất của vận tốc, tức là v phẩy theo t. Và đạo hàm bậc nhất của vận tốc tức là đạo hàm bậc 2 của ly độ, tức là x 2 phẩy theo t. Căn cứ theo định nghĩa này thì các bạn sẽ rút ra được cái phương trình của gia tốc là trừ omega bình a cos omega t cộng gì? Cộng phi. Và a cos omega t cộng phi thì chính là x, cho nên chúng ta có thể viết là a bằng trừ omega bình gì? Trừ omega bình x. Và một cái điều mà các bạn sẽ hay sử dụng khi giải bài toán đấy là a luôn hướng về vị trí cân bằng này. Luôn hướng về vị trí cân bằng. Còn a thì đổi chiều hay đổi dấu khi qua vị trí cân bằng. Lúc đó thì x bằng 0 cho nên a bằng gì? Bằng 0. Đấy. Đấy là phương trình gia tốc.
Và một đại lượng tiếp theo nữa, một phương trình tiếp theo nữa các bạn cần nhớ cho thầy, đấy là phương trình của lực kéo về. Lực kéo về hay hợp lực làm vật dao động điều hòa. Một cách tổng quát là F hợp lực nó sẽ bằng MA. Và bởi vì M là hằng số dương cho nên là F hợp lực cũng luôn hướng về vị trí cân bằng. Cái này đôi khi người ta còn gọi, đặt tên nó là F kéo gì? Kéo về. Lý do là nó luôn hướng về vị trí cân bằng, hoặc là F hồi gì? Hồi phục. F phục hồi, F hồi phục. Thì các bạn chú ý rằng là các tên này nó tương đương với F hợp gì? Hợp lực. Một cách tổng quát thì các bạn nhớ về pha cho thầy này. Ở đây thầy ghi xuống đây một chút. Chúng ta sẽ có ba cái phương trình. Đấy nha các bạn, chúng ta có ba cái phương trình. Tóm lại là chúng ta có ba phương trình này. X bằng A cos omega t mà cộng gì? Phi này. V thì bằng trừ A omega sin omega t cộng phi. Và thầy có thể viết cái này chuyển thành hàm cos, hằng số hằng trước dương là A omega cos của omega t này cộng phi và cộng thêm pi trên mấy? Pi trên 2. Rồi thầy có thể viết cái phương trình của A. A bằng trừ omega bình A cos omega t cộng phi. Và nó có thể viết là omega bình A cos của omega t này cộng phi cộng thêm pi. Khi mà thầy đưa tất cả các hằng số đằng trước là lớn hơn 0 này. Cái này cũng là hằng số đằng trước hàm cos lớn 0, lớn hơn 0. Thì đây chính là pha của x. Pha của x nhỉ. Này là pha của x. Còn đại lượng này là pha của gì? V. Đại lượng này là pha của gì? Pha của A. Đấy. Chúng ta đưa tất cả về dạng hàm cos và các hằng số đằng trước dương thì đại lượng đằng sau hàm cos là pha. Tóm lại là nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy pha của A lớn hơn pha của gì? V lớn hơn pha của gì? X. Và pha của A thì lớn hơn pha của V một góc pi trên 2 này. Bởi vì pi đây là pi, còn đây là pi trên 2 như vậy. Này lớn hơn góc pi trên 2. Và pha của V cũng lớn hơn pha của X một góc là pi trên gì? Pi trên 2. Còn pha của A sẽ lớn hơn pha của X một góc là gì? Pi. Các bạn chú ý sẽ lớn hơn một góc là pi. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có này A vuông pha với gì? Thầy ghi vào đây một chút nha. A này vuông pha V, rồi lại V vuông pha X, và A ngược pha với gì? Ngược pha X. Đấy các bạn chú ý cho thầy, A ngược pha với X. Về mặt pha dao động nhé, chúng ta nhớ thứ tự là A này, rồi đến V đến X đúng trong bảng chữ cái. A đứng đầu, rồi đến V, rồi đến gì? X về pha. Lần lượt lớn hơn góc pi trên 2. Và lớn pi bên 2, lệch pi trên 2 gọi là vuông, còn lớn hơn góc pi thì gọi là ngược. Về mặt pha. Tiếp theo thì các bạn nhớ cho thầy một số cái giá trị cực đại. Ở đây chúng ta có một loạt các giá trị cực đại. Thứ nhất là vận tốc cực đại. Nhìn vào biểu thức của vận tốc. Thì chúng ta thấy được giá trị cực đại của vận tốc sẽ là A omega. V max bằng A omega. Và giá trị này đạt được khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Còn vận tốc nhỏ nhất là bằng trừ A omega khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Ở đây các bạn chú ý là thầy đang nhắc tới giá trị đại gì nhỉ? Đại số nhé. Thầy không đề cập tới tốc độ. Tốc độ thì là độ lớn của vận tốc. Còn đây là đang là vận tốc một cách bình thường, tức là giá trị đại số. Thì nó sẽ là trừ A omega là nhỏ nhất. A omega là lớn gì? Lớn nhất. Tiếp theo thì các bạn cần nắm cho thầy cái gia tốc. Gia tốc thì cũng căn cứ vào biểu thức của gia tốc. Chúng ta thấy rằng là A bằng trừ omega bình x này. X thì thuộc cái đoạn từ trừ A đến A. Cho nên là chúng ta có A max chính là bằng omega bình A này. Cái này khi x bằng gì? X bằng trừ A, tức là ở biên gì? Biên âm này. Đúng không? Biên âm. Còn A min trừ omega bình A thì khi x bằng gì? A, tức là ở biên gì? Biên dương. Tóm lại là ở biên dương thì giá trị gia tốc là nhỏ nhất, còn ở biên âm giá trị gia tốc là lớn nhất, độ lớn gia tốc là lớn nhất ở hai vị trí biên.
Rồi các bạn nắm như thầy cái hệ thức độc lập thời gian. Nguyên tắc xây dựng các hệ thức độc lập thời gian này này là chúng ta sẽ dùng cái sin bình cộng với cos bình của một góc bất kỳ thì luôn bằng mấy nhỉ? Bằng 1. Dựa vào cái hệ thức sin bình cộng cos bình bằng 1 thì chúng ta sẽ xây dựng được các hệ thức liên hệ. Ví dụ thầy lấy ví dụ xây dựng hệ thức liên hệ giữa V và X thì các bạn sẽ có cos bình. Cos bình tức là thầy sẽ tính theo hàm của x này. Cos bình sẽ bằng gì? Cos bình sẽ bằng x bình mà trên a bình. Còn sin bình lấy theo hàm của v đấy. Hàm của v đây. Thì các bạn thấy nó sẽ bằng v bình trên a bình omega gì? Bình. Thì sin bình cộng cos bình bằng 1 có nghĩa là chúng ta sẽ có x bình trên a bình cộng v bình trên a bình omega bình bằng mấy nhỉ? Bằng 1. Đây. Và cái này bằng 1 thì các bạn nhân cái con a lên trên này, a bình lên trên này, chúng ta sẽ được hệ thức thứ nhất. Đó là liên hệ giữa x và gì? Và v. Rồi các bạn có thể xây dựng cái này cũng thế, a với v. Ở đây thì a với v thì các bạn có cái hàm của sin bình rồi. V bây giờ a thì a bình cos bình nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Cos bình đây này, các bạn xây dựng từ đây này, cos bình nó sẽ bằng a bình trên omega bình a lớn bình, tức là gia tốc bình phương trên biên độ bình phương. Thì các bạn tương tự sẽ xây dựng được biểu thức này. Tóm lại là chúng ta sử dụng sin bình cộng cos bình bằng 1, các bạn có thể tự hình dung. Rồi cái hệ thức liên hệ này thì ngay từ đầu rồi đúng không, a bằng chiều omega bình x. Và ở đây các bạn nắm thêm cho thầy một số cái đại lượng này. Chu kỳ kiến thức ở lớp 10, 2pi trên omega. Omega là tần số góc và nó là khoảng thời gian thực hiện một dao động toàn phần, cho nên nó là bằng delta t trên n, với n là số dao động toàn phần thực hiện trong thời gian delta t. Còn các đại lượng là f bằng 1 trên t, rồi là các cái công thức này là công thức gì? Phụ. Đấy. Đấy là một số cái kiến thức thuộc cái phần đại cương. Tóm lại là các bạn nhớ cho thầy ba phương trình rồi các giá trị cực gì nhỉ? Cực đại, một số tính chất khác thầy sẽ diễn giải cho các bạn trong cái phần bài tập. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với các câu hỏi bài tập. Câu hỏi thứ nhất, một vật dao động điều hòa dọc theo phương trình, tức là x bằng 5 cos omega t cộng 0,5 pi. Pha ban đầu của dao động là. Cái bài này thì chúng ta căn cứ vào định nghĩa đúng không? Hằng số đằng trước là lớn hơn 0 rồi. Như vậy đại lượng cái này chính là pha ban đầu. Cả cái này là pha ban đầu là 0, gì? 0,5 pi. Các bạn chú ý rằng là x bằng a cos omega t cộng gì? Cộng phi thì đại lượng này chính là pha ban gì? Ban đầu. Thì so sánh chúng ta sẽ có phi chính là bằng 0,5. Như vậy đáp án của câu thứ nhất chính là B. Nào các bạn tiếp tục. Mời các bạn. Câu số 2. Các bạn đọc và làm câu số 2 cho thầy. Một chất điểm dao động với phương trình là x bằng 6 cos omega t cm. Dao động của chất điểm có biên độ. Hằng số đằng trước hàm cos lớn hơn 0 thì chính là biên độ dao động gì nhỉ? A. Như vậy A trong trường hợp này chính là bằng 6 cm. Chúng ta có đáp án chính là gì? B đúng không? Đáp án của câu số 2 là B. Các bạn tiếp tục với câu số 3 cho thầy. Câu số 3 thì lại là một cái câu mà nó thuộc cái phương trình mà chúng ta cần nhớ. A là bằng đạo hàm bậc nhất của ly độ bằng đạo hàm 2 của đạo hàm bậc nhất của vận tốc đạo hàm bậc 2 của ly độ. Và chúng ta tìm được công thức là A chính là bằng trừ omega bình gì nhỉ? Omega bình x. Như vậy đáp số của câu 3 chính là D. Câu số 4. Vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là 1 m/s. Các bạn chú ý vận tốc cực đại, đây thầy nhắc luôn, nó là A nhân omega này. Và gia tốc cực đại, gia tốc cực đại là omega bình gì? A. Biết vận tốc cực đại, biết gia tốc cực đại, yêu cầu chúng ta tìm chu kỳ của dao động. Tóm lại là chúng ta sẽ có cái gì? Với câu số 4 này các bạn nhớ cho thầy này. Dần dần chúng ta tập nhớ dần này. A omega bằng gì?
1, đơn vị là mét trên giây. Còn omega bình A thì bằng 1,5 gì? 57 mét trên giây bình phương. Mục tiêu của các bạn là gì nhỉ? Tìm chu kỳ của dao động. Đúng không? Chu kỳ đó là T. Muốn biết được T thì các bạn lại căn cứ vào T bằng 2 pi trên omega. Như vậy để tìm được T thì các bạn chỉ cần tìm cho thầy omega. Và nhìn vào hai phương trình này thì chúng ta dễ dàng tính được omega thôi. Các bạn lấy giá trị ở dưới chia cho giá trị ở trên thì chúng ta sẽ có A omega bình chia cho A omega. Cái này sẽ bằng 1,57 phần gì? Phần 1. Đúng chưa? Thì các bạn suy ra được cái phương trình tương đương chính là omega này. Rút gọn cái này đi. Omega chính là bằng 1,557. Và từ đó thì các bạn suy ra T chính là bằng 2 pi chia cho omega. Tức là 2 pi chia cho 1,57. Thế này lấy pi bằng 3,14 thì các bạn sẽ lấy được cái này chính là bằng 4 giây. Tức là chúng ta có đáp án của câu số 4 chính là gì? Đòi hỏi các bạn nhớ cho thầy hai cái công thức. Tức là tốc độ cực đại và giảm tốc cực đại. Tiếp tục với câu số 5. Vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos pi t. Tốc độ cực đại của vật có giá trị là. Thực ra các bạn chú ý rằng t tính bằng giây. Các bạn ghi chú vào đây cho thầy thêm như thế này. Tốc độ cực đại như trên chúng ta vừa nhắc xong. Tức là V max sẽ bằng A nhân omega. Với bài này thì các bạn đọc được A chính là bằng 5 này. Omega bằng pi. Như vậy nó bằng 5 pi cm trên gì? Giây. Và chúng ta có đáp số của bài toán chính là C. Câu số 5 đáp số là C. Tiếp tục, mời các bạn tiếp tục với câu số 6. Câu số 6 của chúng ta là như thế nào? Vật dao động điều hòa với tần số là 1Hz, tức là F này. Các bạn nhớ thầy, tần số là F. Lúc T bằng 0, vật có vị trí là M với xm bằng 3 căn 2 cm và vận tốc. Tức là cái bài toán này biết x, biết gì? Biết v. Thì gợi mở cho các bạn sử dụng mối liên gì? Sử dụng liên hệ. Đúng không? Liên hệ xv. Đúng không? Sử dụng liên hệ xv. Liên hệ xv ở đây là gì? Tức là x bình trên a bình này cộng v bình trên a bình omega bình bằng mấy nhỉ? Bằng 1 mà thầy vừa chứng minh ở cái phần lý thuyết đấy. Ở đây tìm biên độ. Những biên độ thì ở đây các bạn nhân chéo A lên. Chúng ta sẽ có A bình sẽ bằng cái gì? A bình sẽ bằng X bình này cộng V bình trên omega bình. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ có A chính là bằng căn bậc 2. Nó là hằng số dương X bình này cộng V bình trên omega bình. Bây giờ thầy sẽ lắp số vào để các bạn tính luôn. Mục tiêu là chúng ta tìm giá trị biên độ mà. X ở đây bằng bao nhiêu rồi? X ở đây chính là bằng 3 căn 2 này. Tất cả bình. V của chúng ta là đơn vị thầy vẫn lấy là cm trên giây nhé. Ở đây x là cm. Thầy lấy V luôn là cm trên giây. Tức là 6 pi căn 2 bình là V bình này. Omega thì bằng 2 pi F. 2 pi này. Các bạn nhớ cho thầy omega bằng 2πf nha. 2πf tức là trường hợp này bằng 2π luôn. Đúng không? Radian trên gì? Đơn vị radian trên giây. Như vậy đây sẽ là 2π bình gì? Bình phương. Và kết quả cái này thì các bạn sẽ tính được nó bằng 6cm. 6cm. Các bạn kiểm tra lại cho thầy. 6cm. Tức là chúng ta sẽ có đáp án chính là A. 6cm. Được chưa? Sử dụng mối liên hệ. Khi mà biết cặp xv thì các bạn sẽ sử dụng mối liên hệ xv. Đó là câu số 6. Tiếp tục với câu số 7. Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là. Như vậy là chúng ta sẽ có A0 chính là bằng omega bình A này. Vận tốc cực đại là A omega gì? Omega. Bây giờ yêu cầu của bài toán là biên độ dao động được xác định. Biên độ. Các bạn chú ý người ta yêu cầu tìm biên độ. Thế bây giờ thì sẽ viết lại. Theo đề bài thì chúng ta sẽ có này.
Đầu tiên là V0 là bằng A omega rồi này. A0 thì bằng omega bình A này. Mục tiêu là tìm biên độ. Thì thầy có thể viết cái phương trình này tương đương với này. V0 bình A bình omega bình. Còn A bình à A0 thầy giữ nguyên. Omega bình gì? À, tại sao thầy lại bình phương cái trên? Bởi vì thầy thấy rằng là bình phương cái trên, khi bình phương cái trên mà chia cho dưới thì chúng ta sẽ được A. Từ đây chúng ta suy ra này, V0 bình mà chia cho A0 nó sẽ bằng omega bình A bình này, mà chia cho omega bình A. Thì rút gọn cái này đi, đúng không? Rút gọn này đi, rút gọn này. Trên đây là bình phương, rút gọn một lần thì còn một lần. Và cái này chính là bằng biên gì? Biên độ gì? A. Thì chúng ta sẽ được kết quả đáp số chính là C. Biên độ bằng V0 bình trên A0. Với V0 là tốc độ cực đại, còn A0 là gia tốc cực gì? Cực đại. Các bạn chú ý cho thầy câu số 7. Đáp án chính là C. Câu số 8. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 6 cos pt cm phẩy giây. Phát biểu nào sau đây là đúng? Chúng ta tìm phát biểu đúng. Tốc độ cực đại của chất điểm, chu kỳ gia tốc, rồi là tần số của dao động. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải tính các giá trị này và xem là cái thằng nào đúng, đúng không? Thì đầu tiên là kiểm tra những cái sai trước này, thầy tính luôn này. Chu kỳ dao động là t bằng 2π trên omega, 2π trên pi nó bằng một gì? Một giây cơ. À, bằng 2 giây. 2 giây. Đúng không? Omega này. Như vậy là t bằng 2 giây thì đáp án này sẽ sai. T bằng 2 giây thì f sẽ bằng 1 trên gì? T này bằng 1/2, tức là bằng 0,5 Hz. Thì chúng ta cũng vứt luôn được đáp án là gì? D. Như vậy A D à B D sai. Còn hai giá trị này thì chúng ta lần lượt tính thôi. Tốc độ cực đại V max sẽ bằng A omega, và lắp số vào thì chúng ta có 6 nhân với pi. 6 nhân pi đó là 6, gần bằng 6 nhân với 3,14 thì nó chắc là 18,8, đúng không? Gần bằng 18,8 cm trên giây. Như vậy chúng ta có đáp số của câu này chính là A. Đấy, các bạn ở đây thì tính thêm các giá trị này để cho các bạn thấy các giá trị này sai, giá trị đúng. Và đương nhiên khi chúng ta tính được đáp án A đúng thì đương nhiên là nếu để đúng thì đáp án C sẽ là sai, gia tốc cực đại, đúng không? Đấy là câu số 8. Mời các bạn tiếp tục với câu số 9. Phương trình dao động của vật có dạng là x bằng a sin omega t. Pha ban đầu của dao động bằng. Với bài này thì các bạn dễ dàng chọn nhầm cái này nhầm. Các bạn dễ nhầm với cái này. Là chúng ta lấy phi bằng bằng 0, nhưng cái này là nhầm nhé. Bởi vì sao? Bởi vì đây đang là hàm gì nhỉ? Hàm sin. Các bạn muốn tìm pha thì các bạn phải chuyển thành hàm gì nhỉ? Hàm cos. Và để chuyển thành hàm cos thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có x bằng sin của omega t nó sẽ bằng a cos của omega t mà trừ đi mấy? Pi trên gì? Trừ đi pi trên 2. Khi mà các bạn chuyển sang dạng cos như thế này rồi, với hằng số đằng trước dương rồi, thì các bạn mới lấy được cái con này chính là gì nhỉ? Phi. Tóm lại là phi của bài này chính là trừ pi trên gì? 2. Đáp số là B. Các bạn sẽ rất dễ bị nhầm cái đoạn này. Chú ý như thế. Với câu số 9 thì cần chú ý rằng là để tìm được phi thì chúng ta phải chuyển hàm sin sang hàm gì? Hàm cos. Câu số 10. Vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 cos 20 pi t cộng pi. Tần số dao động của vật là, đương nhiên là cái này là cm phẩy giây này, các bạn ghi vào đây, bổ sung vào đây cho thầy là cm phẩy giây, tức là x tính bằng cm, t tính bằng giây. Thì cái đại lượng này chính là ô gì nhỉ? Omega. Chúng ta sẽ có omega bằng 2 pi f và nó bằng 20 pi radian trên giây. Từ đấy chúng ta suy ra được f chính là bằng 10 Hz. Đáp số của chúng ta là A. Các bạn nhớ cho thầy omega bằng 2 ps. Được chưa? Tiếp tục.
Các bạn tiếp tục với câu số 11 cho thầy. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng trừ 3 cos của 5 pi t trừ pi trên 3, biên độ dao động và tần số góc của dao động của vật là. Thì khác với cái tìm cái pha ban đầu, các bạn nhớ cho thầy là cái đằng trước hàm t này này, thì trước cái ẩn t, cái tham số t chính là omega. Như vậy omega ở đây chúng ta sẽ lấy bằng 5 pi radian trên giây rồi. Có hai cái 5 pi radian trên giây. Như vậy đáp án chỉ có thể là A và D. Nhưng các bạn chú ý rằng là cái hằng số đằng trước này phải A thì phải lớn hơn 0. Như vậy là chúng ta có thể chọn được trong trường hợp này là A bằng gì? Bằng 3, đáp số bằng A. Đấy. Còn thực ra là các bạn có thể chuyển cái phương trình này thành dạng chuẩn, tức là 3 cos của 5 pi t này. Đúng không? Trừ pi trên 3 rồi lại cộng với pi. Đúng chưa? Tức là thực ra là nó bằng 3 cos của 5 pi t mà cộng với 2 pi trên mấy nhỉ? 2 pi trên 3. Thì pha ban đầu các bạn cứ định hình luôn như thế là bằng cái này cũng chính là phi, phi bằng 2 pi trên 3 nhá, không phải bằng trừ pi trên 3. Nhân tiện cái câu số 11 thì nhắc luôn các bạn. Tiếp tục với câu số 12. Dao động điều hòa x bằng 5 cos của 20 pi t trừ pi trên 3 pha ban đầu của chất điểm. Ở đây thầy vừa nhắc xong pha ban đầu. Thì cái này là hằng số lớn không rồi. Đây là omega. Thì chúng ta có cái đại lượng phi là trừ pi trên 3. Tức là đáp số của chúng ta là pha ban đầu của chất điểm là pha ban đầu đúng không? 5 cos 20 pi t trừ pi trên 3. Như vậy ở đây là các bạn nhớ là không phải là omega t đâu này. Gạch cái omega t này cho thầy. Gạch hết đi. Như vậy chúng ta sẽ chọn được nó là trừ pi trên 3. Nhớ nhá. Này là pha ban đầu chỉ là phi thôi. Cái này phải là viết là phi bằng 0 hoặc là không, chúng ta không viết nữa. Đây là pha ban đầu. Như vậy các bạn nhớ câu 12 cho thầy là pha ban đầu bằng trừ pi trên 3. Câu số 13. Một vật dao động điều hòa có phương trình ly độ được cho bởi hàm x bằng 5 sin của 20 pi t cộng pi trên 2. Pha ban đầu của dao động là. Thì cái bài này thì vừa chú thích ở trên muốn xác định được pha ban đầu thì các bạn phải chuyển thành hàm cos, tức là trong trường hợp này chúng ta sẽ có x bằng 5 này, cos của 20 pi t cộng pi trên 2 rồi lại phải trừ đi pi trên mấy nhỉ? Trừ trên 2. Tức là chuyển từ hàm sin sang hàm cos. Như vậy cái này sẽ bằng 5 cos của 20 pi gì? Pi t. Trong trường hợp này chúng ta suy ra được phi chính là bằng mấy? Bằng 0. Nhớ nhá, các bạn dễ nhầm với con pi trên 2 thì trường hợp này phi bằng 0. Tức là đáp số của bài toán là A. Đúng không? À, và cái này thì cũng hay viết cái đề bài là cái này không phải là pha nhá, cái này là phi. Đấy. Cũng là không phải là omega t. Các bạn chú ý như thầy nó hơi bị đề nó hơi bị lỗi một chút. Đáp án là A. Chúng ta tiếp tục với câu số 14. Câu số 14 của chúng ta làm gì? Chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có độ dài. Thì các bạn nhớ thêm cho thầy là độ dài quỹ đạo sẽ bằng là L, nó sẽ bằng 2 gì? 2A này. Thấy chưa? Như vậy biên độ dao động của chất điểm A sẽ bằng L trên 2. Nó bằng 10 cm. Đấy, đáp số là biên độ bằng 10. Và một lần nữa các bạn thì nhắc các bạn là tại sao độ dài quỹ đạo là bằng 2A, đây là A này, đây là trừ A và A, x. Vật dao động của chúng ta nó chỉ lắc đi lắc lại từ trừ A đến A, tức là nó chỉ vạch lên cái đoạn từ trừ A đến A và đoạn này có chiều dài là 2 gì? 2A, cho nên chiều dài quỹ đạo là 2A. Câu 15. Vật dao động điều hòa phải mất 0,25 giây để đi từ vị trí có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Thì các bạn chú ý rằng là vận tốc bằng 0 thì chỉ ở đâu nhỉ? Vị trí biên. Đây là trừ A này, biên âm thì V bằng 0 này. Và biên dương này. V cũng bằng gì? Bằng 0 này, biên dương là A này. Thời gian đi từ biên âm đến biên dương thì nó sẽ là t trên mấy nhỉ? T trên 2. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ có t trên 2 của bài toán này nó bằng 0,2 gì? 25 giây này.
Từ đó các bạn suy ra được cho thầy T chính là bằng 0,5 giây. Đúng không? Chu kỳ. Như vậy chu kỳ là 0,5 giây. Chúng ta có đáp án chính là gì luôn? A luôn. Khoảng cách giữa hai điểm đó là 36, như vậy A này. Đây là A này. Sẽ bằng 10 mấy? 18. Thế này là 18 nữa. Thì tổng lại nó là 36. Được chưa? Các bạn chú ý A bằng 18. Chu kỳ bằng 0,5. Thế là câu số 15. Tiếp tục với câu số 16. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng như vậy F bằng 4Hz. Biên độ là A bằng 10. Gia tốc cực đại. Thì cái này các bạn nắm luôn công thức cho thầy là A chính là bằng A max này. Gia tốc cực đại. Omega bình A này. Omega tức là 2PF tất cả bình nhân với gì? A. Các bạn lắp số vào cho thầy. 2Pi này. F của chúng ta bằng 4. Tất cả bình nhân với A ở đây là 10. Đúng chưa? 10. Thì kết quả là các bạn sẽ tính được cái này là đang thì đang thay là centi nhá. Như vậy 2 với 2 là 2 với 4 là 8, 8864. Đúng không? 64 pi bình này bằng 640 pi bình cm trên giây bình phương, nó là gia tốc. Cái này thì gần bằng 6400. Này mà gần bằng 6400 cm trên giây bình. Và nó chính là bằng 640. Đúng không? Mét trên 664 thôi, 64 mét trên giây bình phương. Bạn chú ý 64 mét trên giây bình phương thì ở đây thầy sẽ lấy đáp số gần đúng chính là C. Đấy, chính xác là nó là gần bằng. Lấy pi bình nhá, các bạn lấy pi bình thì nó sẽ ra cái đáp số là 63,1. Nhưng ở đây sẽ là 6400 vì đơn vị nó là cm trên giây bình. Các bạn chú ý cho thầy. Chú ý về mặt đơn vị nhá, đây là mét trên giây bình và đây là cm trên giây bình. Chúng ta tiếp tục với câu số 17. Câu số 17 làm gì đây? Phương trình dao động điều hòa của một vật được cho x bằng này. Tần số của dao động điều hòa này là tần số, tức là tìm F nhé. Các bạn chú ý là tần số góc này là omega, còn tần số là F. Omega ở đây chính là bằng 2pi radian trên giây và nó bằng 2pf. Như vậy các bạn suy ra được F chính là bằng 1Hz. Câu này thì dễ rồi đúng không? 18. Vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 4 cos 2pt cộng pi trên 3. Pha dao động, đây là pha của dao động nhé. Pha của dao động thì các bạn chú ý đây là hằng số lớn không rồi. Thì cả cái này này, cái này là pha dao động. Pha của dao động. Tức là chúng ta lấy cả 2pt cộng pi trên 3 các bạn nhớ nhé, không phải là pha ban đầu. Nếu các bạn mà chọn pi trên 3 là pha ban đầu mất rồi. Đây là pha của dao động. Thì chúng ta chọn cả cụm đằng sau hàm cốt. Đáp án sẽ là B. Tiếp tục với câu 19. Vật dao động điều hòa có phương trình x bằng này, lấy pi bình bằng 10, gia tốc của vật khi có ly độ 3. Thì cái này các bạn cũng chỉ áp dụng công thức cho thầy thôi, tức là A sẽ bằng trừ omega bình x này. Đọc từ phương trình thì chúng ta có omega chính là bằng 2pi này, tất cả bình này. X là bằng mấy? 3. Như vậy nó bằng trừ 22 là 4. 4 x 3 là 10 gì? 12. 12 pi gì? Bình cm trên giây bình phương. 12 pi bình, lấy pi bình gần bằng 10 thì nó gần bằng trừ 120 cm trên giây bình phương. Đáp số là chúng ta sẽ có đáp số là B. Đấy các bạn chú ý, áp dụng công thức trừ omega bình x, trực tiếp tính A luôn. Tiếp tục với câu số 20. Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 20 cos 2pt cm. Gia tốc của chất điểm tại ly độ x bằng 10 cm thì tương tự thôi, thầy cũng tính là A bằng trừ omega bình x này. Trừ omega của chúng ta là 2pi này. 2pi bình nhân với x là 10 này. Đúng không? 2 là 4 thì cái này bằng trừ 40 pi bình cm trên giây bình phương và nó gần bằng trừ 400 cm trên giây bình, tức là bằng 4 m
trên dây bình, trừ 4 mét trên dây bình. Đấy, các bạn thì chuyển đổi thì chúng ta mới chọn được đáp án là A nhé. Chú ý một lần nữa, chú ý về mặt đơn vị như thế. Câu 21, vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ, tức là A này, vận tốc có độ lớn cực đại, tức là A omega này. Đấy. Chu kỳ dao động của vật nhỏ là, tóm lại là bài này chúng ta sẽ có A bằng 5 cm, A omega bằng nhiêu, bằng 10 pi cm trên giây. Thì lấy phương trình dưới chia cho phương trình trên, tức là A omega này chia cho A, nó sẽ bằng 10 pi mà chia cho 5, thì chúng ta sẽ suy ra được omega chính là bằng, cứ gọi này, omega chính là bằng 2 gì nhỉ, 2 pi, đơn vị sẽ là radian trên giây. Đấy, các bạn chú ý radian trên giây, tức là chúng ta sẽ có omega, từ đó chúng ta suy ra T sẽ bằng 2 pi trên omega, 2 pi trên 2 pi là bằng 1 giây, đáp số là C, các bạn chọn được đáp số là C. Tiếp tục với câu số 22. Phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa cho bởi V bằng pi t cộng pi cm trên giây. Vận tốc cực đại của vật là, ồ cái này thì rất dễ rồi đúng không? Chúng ta có cái hằng số đằng trước, hàm thì là vận tốc cực đại là mắc này. Lý do là đơn giản là cốt luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 1. Như vậy vận tốc đạt giá trị lớn nhất trong trường hợp này là cốt bằng 1, bằng 20 pi cm trên giây, đáp số là gì? A. Này thì bất kể bạn nào cũng có thể làm được, đúng không? Câu 23. Phương trình lý độ của vật dao động được cho bởi x bằng 5 cos 2 pi t cộng pi trên 2. Cái này phải thêm là cm phải giây. Bạn chú ý là vận tốc cực đại của vật, tức là A omega thôi đúng không? A omega thì nó sẽ bằng 5 nhân với 2 pi, nó bằng 10 pi cm trên gì? Giây. Bạn chú ý là T phải xác định bằng giây. Đáp số chính là A. Đó là câu 23. Tiếp tục. Câu 24. Mời bạn tiếp tục với câu 24 này. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A này. Thời gian 1 phút, tức là 60 giây đi này. Chất điểm thực hiện được 40 dao động này. 40 dao động toàn phần. Chất điểm có vận tốc cực đại là, thì đầu tiên là các bạn sẽ tư duy theo hướng như này, vận tốc cực đại thì chính là A omega gì nhỉ? A omega. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ xác định omega. Omega thì các bạn tính, đầu tiên các bạn tính T cho thầy. T chính là công thức này, delta T chia cho gì? N. Khoảng thời gian thực hiện số dao động toàn phần là N chia cho N. Vì T chính là khoảng thời gian thực hiện một dao động, các bạn chú ý là T này là thời gian thực hiện một gì? Dao động toàn phần. Thì thời gian thực hiện một dao động toàn phần thì bằng tổng thời gian chia cho số dao gì? Số dao động. Như vậy cái này chính là bằng 60 mà chia cho 4 gì? 40. Nó bằng 1, mấy? 1,5 giây. Từ đó các bạn sẽ suy ra được omega cho thầy. Omega sẽ bằng 2 pi trên T. Tức là bằng 2 pi chia cho 1,5. Nó sẽ bằng 3 gì nhỉ? Cái này là 3/2, là 4 phần gì? 4/3 pi. Đúng không? 4/3 pi radian trên giây. Và từ đó thì các bạn suy ra được Vmax. A omega. A omega tức là 8. Mà nhân với 4 pi trên gì? 4 pi trên 3. Đấy. Được chưa? Bằng 32 pi trên 3. 32 pi phần 3. Đơn vị sẽ là cm trên giây. 32 pi phần 3 thì các bạn sẽ tính được nó là bằng bao nhiêu nhỉ? Gần bằng 10, 32 chia cho 3 là lớn hơn 10 một chút, lớn hơn 10 mà nhân với 3,14 thì nó là 3,33 phẩy mấy đấy. Đáp số chính là B. Bạn có thể kiểm tra lại cho thầy. Đấy là câu số 24. Đúng chưa? Chúng ta nhớ thêm cái công thức là T lớn bằng delta T trên N, là khoảng thời gian thực hiện một dao động. Bây giờ các bạn chuyển sang câu 25. Phương trình lý độ của vật dao động được cho bởi x bằng này. Vận tốc của vật k
khi nó qua vị trí cân bằng. Nhớ rằng là vận tốc của vật khi nó qua vị trí cân bằng. Đây rồi, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng. Nhớ rằng là thực ra là bài toán này chúng ta phải tính là V cân bằng sẽ bằng cộng trừ A omega này. Vì đây, bài toán này đang đề cập tới vận tốc, tức là không phải là độ lớn mà cả đại số. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính nó bằng cộng trừ A là 2 nhân với 2pi là bằng cộng trừ 4pi cm trên giây thì mới đúng. Như vậy đáp số ở đây phải là cộng trừ 4pi nhé. Còn V max thì thầy không tính. V max ở đây là trường hợp bằng 4pi cm trên giây là chuẩn rồi, nhưng mà qua vị trí cân bằng thì hoặc là vận tốc cực đại hoặc là vận tốc cực gì, cực tiểu. Như vậy câu này không có đáp số nhé, các bạn chú ý, không cố tình chọn là không được đâu. Các bạn phải nắm rất rõ cho thầy vận tốc. Đây. Đây là sẽ là trừ A omega này, đi theo chiều âm, còn đi theo chiều dương thì là A omega. Và cái này thì chính là max. Cái này chính là min. Qua vị trí cân bằng có hai giá trị vận tốc cực đại và cực tiểu. Vậy câu 25 chúng ta không chọn đáp số mà đáp số của nó sẽ là V cân bằng cộng trừ 4pi cm trên giây. Câu số 26 thì chính là mối liên hệ rồi đúng không? Thì các bạn chú ý rằng là x bình trên A bình này cộng V bình trên A bình omega bình bằng mấy nhá? Bằng 1. Chúng ta suy ra được x bình cộng V bình trên omega bình bằng A gì? A bình, tức là nhân chéo cái ôm A bình lên đây. Từ đây chúng ta suy ra được A chính là bằng căn bậc 2 của x bình cộng V bình trên omega bình. Thế là đáp số của chúng ta là A. Được chưa? Biến độ thì chúng ta không được lấy dấu trừ. 27. 27 thì chính là mối liên hệ giữa V và A. Một lần nữa thì thành lập cho các bạn này. Chúng ta có hai cái phương trình. V thì bằng trừ A omega sin của omega t cộng gì đó, phi này. Còn A thì bằng trừ omega bình A cos omega t cộng gì, cộng phi này. Chúng ta suy ra được thứ nhất ở trên là sin bình này, sin bình sẽ bằng V bình trên A bình omega bình. Còn cos bình ở dưới thì sẽ bằng A bình trên omega mũ 4 A bình. Chúng ta có sin bình cộng cos bình bằng 1. Thì từ đây các bạn suy ra được V bình trên A bình omega bình cộng với A bình trên omega mũ 4 A bình bằng mấy nhỉ? 1. Ở đây chúng ta muốn tìm được hệ thức đúng thì chúng ta sẽ chọn như vậy. Chúng ta sẽ chọn được hệ thức nào nhỉ? Nhân A bình lên thì chúng ta sẽ chọn được hệ thức là C. Thế là các bạn sẽ viết được cái A bình lên trên này thì nó sẽ là V bình trên omega bình cộng A bình omega 4 1. Đấy, đáp số là C. Một lần nữa thầy thành lập cho các bạn cái công thức. 28. Vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 10 cos 4 pi t cộng pi trên 3 gia tốc cực đại, thì cái bài này thì chúng ta tính bình thường A bằng A max đúng không? Omega bình A này các bạn sẽ tính là bằng 4 pi tất cả bình này nhân A là 10 này, thì nó sẽ bằng 44 16 là 160 này pi bình đúng không? 160 pi bình. 160 pi bình thì thầy sẽ lấy gần bằng lấy pi bình bằng 10 đi, 1600 cm trên dây bình thì nó bằng 116 mét trên dây đúng không? Cm trên dây này, 16 mét trên dây bình phương. Đáp số của chúng ta là B, các bạn đổi đơn vị. 29. 29 là vật dao động điều hòa với phương trình này, vận tốc của vật khi có ly độ bằng 3. Thì các bạn có thể sử dụng cái mối liên hệ cũng được. Ly độ bằng 3 đúng không? Chúng ta có x bình này trên A bình này cộng V bình trên A bình omega bình bằng 1. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ viết được V bình trên A bình omega bình sẽ bằng 1 trừ đi x bình trên gì nhỉ? A bình. Hay nói cách khác là chúng ta suy ra được V bình này sẽ bằng A bình omega bình nhân với 1 trừ x bình trên gì? A bình. Đấy, các bạn có thể từ đây thể viết xuống dưới nhé. Suy ra được V sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của cái này. Căn bậc 2 thì chúng ta đưa A omega ra ngoài, căn của 1 trừ x bình trên gì? A bình.
Đấy, các bạn lắp số vào. Đây thì sẽ lắp số vào này. Cộng trừ A của chúng ta là bằng 5, omega bằng 2 pi. Như vậy 5 nhân với 2 pi này nhân với căn của 1 trừ đi x ở đây là mấy? X ở đây là 3. A là 5 đúng không? 1 trừ đi 3 phần 5 tất cả bình. Đó. 3 phần 5 tất cả bình. Và kết quả thì các bạn sẽ tính được cái này thì các bạn xử lý cho thầy là nó gần bằng đáp án là B. Tức là cộng trừ 25,12 cm trên giây. Các bạn kiểm tra lại giúp thầy. Tiếp tục với câu số 30. Câu 30 là gì đây? Vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x bằng a cos omega t trừ pi trên 2, hỏi gốc thời gian được chọn là lúc nào? Gốc thời gian được chọn là lúc nào? Thường các bạn sẽ tính cho thầy hai đại lượng là x0 và v gì? V0. Thế đây là x thì bằng gì rồi? A này, cos của omega t trừ pi trên 2. Còn v trong trường hợp này sẽ bằng trừ a omega sin của omega t trừ pi trên mấy? Trên 2. Từ đây chúng ta suy ra x0, x0 có nghĩa là t bằng 0 thì nó sẽ bằng a cos mấy trừ pi trên 2, và đương nhiên cái này bằng 0. Bằng 0 thì vật ở vị trí cân gì? Vật ở vị trí cân bằng. Còn V0 thì các bạn sẽ lắp và là trừ A omega sin của trừ pi trên mấy nhỉ? Trừ pi trên 2, và cái này bằng A omega. Đương nhiên là nó lớn 0, đi theo chiều gì? Theo chiều dương. Như vậy là tại T bằng 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều gì nhỉ? Dương. Đáp án của chúng ta chính là A. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều gì? Chiều dương. Đó là câu số 30. Câu 31, phương trình dao động có dạng x bằng a cos omega t cộng pi, gốc thời gian là lúc như nào thì chúng ta cũng tính x0, tương tự thầy tính x0 nhé. X0 tức là t bằng 0, nó sẽ bằng a cos pi. A cos pi thì bằng trừ a. Trừ a thì đương nhiên là V0 sẽ bằng 0 bởi vì nó ở biên. Các bạn chú ý, ở biên thì vận tốc bắt buộc phải bằng 0. Như vậy là gốc thời gian được chọn là lúc vật có ly độ x bằng trừ gì? Trừ a. Đấy, một câu số 31 cùng hỏi về thời điểm chọn mốc thời gian. Câu 32. Chúng ta tiếp tục với câu số 32. Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 2 cos 2 pt trừ pi trên 6 cm phải giây, ly độ và vận tốc vật lúc t bằng 0,25 giây là. Thì cái này thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ xuất phát từ phương trình x bằng 2 này cos 2 pi t trừ pi trên mấy 6 này, thì v sẽ bằng trừ 2 nhân với 2 là 4 pi sin của 2 pi t này trừ pi trên mấy 6. Và bây giờ chúng ta thay t bằng mấy nhỉ? T bằng 0,25 giây vào. Chúng ta suy ra được x chính là bằng 2 này nhân với cos của 2 pi nhân với 0,25 trừ đi pi trên 6. Và dưới là v sẽ bằng trừ 4 pi nhá. Sin của cũng là 2 pi 0,25 trừ pi trên 6. Thì kết quả cái này các bạn sẽ tính được cho thầy cái thứ nhất là cái trên nó sẽ bằng 1 cm. Còn cái dưới thì nó bằng trừ 2 căn 3 pi. Trừ 2 căn 3 pi cm trên giây. Tức là chúng ta có đáp số là bằng A. Các bạn kiểm tra lại cho thầy. Đó là câu này là hình thức giải quyết là chúng ta sẽ thay trực tiếp giá trị của T vào hai phương trình vận tốc và phương trình gì? Ly độ. Tiếp tục với câu 33 nào. Vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. Cái này thì cũng dễ thôi đúng không? V max A omega. Thầy tính luôn. 5 nhân với 20 là bằng 100 cm trên giây. A max bằng omega bình A.
là bằng 20 bình phương nhân với 5, đúng không? 400, 400 mà nhân 5 là bằng 2000. 2000 cm trên dây bình, tức là bằng 20 m trên dây bình phương. Như vậy đáp số là 100 thì là 1 m trên dây này là d, tức là 1 m trên dây và 20 m trên dây bình. Câu 34. Vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại, đó là A max này. Vận tốc cực đại là A omega này, V max này. Quỹ đạo chuyển động của vật, tức là chúng ta phải tìm cái 2 nhân gì nhỉ? 2 nhân A. Tìm L bằng 2 nhân A. Đấy. Như vậy chúng ta phải tìm A đã, đúng không? Thì chúng ta có này. Gia tốc cực đại A max bằng omega bình A. Vận tốc cực đại V max bằng omega A. Từ đây thì các bạn chú ý cái công thức mà ngay từ bài trước chúng ta sẽ làm đấy. A chính là bằng V max bình phương mà trên A, A max. Này các bạn, omega bình A mà chia cho omega bình A bình chia cho omega bình A thì nó lại còn lại là A, đúng không? Ở đây thầy sẽ lắp vào nó bằng vận tốc cực đại là 2,16 này bình phương mà chia cho gia tốc cực đại là 86,4, được chưa? 86,4 thì kết quả cái này các bạn sẽ tính được nó bằng 5,4. Nhớ nhá, cái này các bạn sẽ tính được cái này là nó bằng 5,4. Còn nếu như thay như này nhá, đang là mét mét thì nó sẽ là 0,054 mét, tức là bằng 5,4 cm. 5,4 cm thì chúng ta suy ra được L bằng 2A và nó bằng 10,8 cm, 10,8 cm, tức là đáp số là D. Bạn kiểm tra lại, tiếp tục kiểm tra lại như này. Được chưa? Đó là câu 34, câu 35. Vật dao động điều hòa với phương trình thời gian tính bằng giây, khi vật có ly độ là 5 thì vận tốc, cái này là vận tốc không phải góc đâu, vận tốc của nó là 2 căn 2 m trên giây. Biên độ, tức là bài này là biết gì nhỉ? X, V. Thì chúng ta sẽ dùng liên gì? Liên hệ X, V. Tức là chúng ta sẽ có X bình trên A bình cộng V bình trên A bình omega bình bằng mấy nhỉ? 1. Và các bạn suy ra được A bình chính là bằng X bình cộng V bình trên omega bình, nhân A lên đây, đúng không? Suy ra được A bằng căn bậc 2 của, các bạn có thể nhớ luôn cái công thức này cũng được, X bình trên V bình omega bình. Lắp số vào, căn bậc 2 của X ở đây là 5 bình phương. Còn V ở đây là đang mét trên dây thì thầy sẽ chuyển thành cm trên dây, bởi vì thầy đang thay x bằng cm rồi. Thì nó sẽ là 2 căn 2 thì sẽ là 2 gì nhỉ? 200 căn 2. Đúng không? 2 căn 2 mét trên dây là 200 căn 2 bình phương. Mà trên omega bình ở đây, omega bằng mấy nhỉ? 20 bình phương. Omega bình, omega là 20. Thì kết quả là các bạn sẽ tính được cho thầy cái này nó bằng 15 cm. Tức là chúng ta có đáp số là A. Đấy, các bạn lại kiểm tra lại cho thầy câu này. Câu 36. Vật dao động điều hòa quỹ đạo 40 cm. Thì các bạn cũng phân tích được cái này là 2A bằng 40 rồi, suy ra A bằng 20 nhá. 20 cm ở đây. Khi x bằng 10 thì vận tốc là này. Tức là chúng ta cũng biết x, biết gì, biết v. Bây giờ tìm chu gì? Chu kỳ. Tức là chúng ta cũng dùng liên hệ đi. Liên hệ tìm chu kỳ, nhưng mà trường hợp này tìm chu kỳ cho nên chúng ta phải
tìm omega đúng không? Để áp dụng cái ở trên. Thì các bạn sẽ có x bình này, hãy dùng cái này đi, a bình này, thì bằng x bình cộng v bình trên omega bình, hay nói cách khác là v bình trên omega bình sẽ bằng a bình trừ x bình đúng không? Trừ x bình. Và chúng ta suy ra được, quan trọng nhất là chúng ta suy ra được con omega, omega nó sẽ bằng căn bậc 2 của v bình mà trên gì nhỉ? A bình trừ x bình. Đây, a bình trừ x bình nhá. Và ở đây các bạn lắp số vào đây cho thầy thôi. V của chúng ta là bằng đồng bộ đơn vị nhá. 200 pi căn 3 này, 200 pi căn 3 này bình phương này. Trên a ở đây sẽ là 10 bình phương này. A ở đây thì xin lỗi là 20 nhé. 20 bình phương. 20 bình nhá. Trừ đi x là bằng 10 bình phương. Đấy chưa? Rồi sau đó là các bạn suy ra được t bằng 2 pi trên omega. Được chưa? 2 pi trên omega. Và trường hợp cái này các bạn sẽ tính được, cái này nó sẽ bằng omega sẽ bằng 20 pi. Omega cái này chỗ này các bạn sẽ tính được bằng 20 pi này. Tức là cái này sẽ bằng 2 pi trên 20 pi và nó bằng 0,1 giây. Kết quả là 0,1 giây, các bạn kiểm tra lại cho thầy. 1/10, 0,1. Anh em, đấy là câu số 36. Một câu mà cũng sử dụng mối liên hệ nhưng chúng ta tìm omega. Câu 37. Chất điểm dao động điều hòa với phương trình như này, trong đó thời gian t được tính bằng giây, khi chất điểm có ly độ thì tốc độ của nó, tức là chúng ta tìm chỉ đối v. Thì bài này các bạn cũng sử dụng mối liên hệ này cho thầy. Thầy vừa rút ra đây xong. V bình trên omega bình bằng a bình trừ x bình, thì chúng ta suy ra được v bình sẽ bằng omega bình nhân với a bình trừ x bình. Đúng chưa? Đúng không? Rồi sau đó là chúng ta suy ra chỉ đối v thôi. Chỉ đối v chính là bằng omega mà nhân với căn của a bình trừ x bình. Các bạn lắp số vào, omega của chúng ta là bằng 20 rồi. Căn của đây là a bình trừ x bình, tức là 6 bình trừ đi mấy nhỉ? 2 bình phương. Thì kết quả cái này các bạn sẽ tính được nó bằng 80 căn 2. 80 căn 2 cm trên giây. Tức là bằng 0,8 căn 2 m trên giây. Thì chúng ta có đáp số là B. Đấy. Câu 38. Dao động điều hòa với biên độ 4, khi nó có ly độ 2 thì vận tốc là 1, tần số dao động. Lại là một câu sử dụng mối liên hệ đúng không? Bài này thì chúng ta cần tìm tần số dao động, tức là tìm gì nhỉ? F. Như vậy là chúng ta sẽ dùng liên hệ. Dùng liên hệ này. Tìm gì? Omega, rồi sau đó là dùng omega bằng 2pi gì? 2pi F thôi. Nào bây giờ lại tận dụng công thức ở trên thầy vừa xây dựng rồi. Omega bằng đây. Chúng ta có omega bằng căn bậc 2 của V bình trên A bình trừ X bình. Lắp số vào, các bạn sẽ lắp vào này. V bằng bao nhiêu rồi? Chú ý về mặt đơn vị nhá. Thầy đây là 100 này. Thầy chuyển sang cm, 100 này. Còn A của chúng ta là mấy rồi? 4 bình phương trừ đi ly độ là 2 bình phương. Đấy. Được chưa? Rồi sau đó là các bạn sẽ tìm được omega và dùng cái omega bằng 2pi gì nhỉ? 2pi F. Thì các bạn suy ra được F chính là bằng căn của cái này. Cái này bình phương, căn của 100 bình phương trên 4 bình phương trừ 2 bình phương. Rồi tất cả trên 2 gì nhỉ? 2pi. Thì kết quả các bạn sẽ tính được cái này nó gần bằng 4,6 Hz. Các bạn lắp số vào kiểm tra lại. 4,6 Hz. Câu 39. Vật dao động điều hòa với biên độ 3 chu kỳ 2 giây lấy pi bình bằng 10, lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc
của vật là đương nhiên là lớn nhất hoặc nhỏ nhất, đúng không? Nhỏ nhất thì phải là âm này này. Nhỏ nhất mà bằng 0 là không đúng, là bằng 0 là x bằng 0 này. Vị trí cân gì cơ? Vị trí cân bằng. Mà đây là một trong hai vị trí biên, nhưng cái này vứt này. Nhỏ nhất và bằng. Nhỏ nhất thì không thể dương được, cho nên cái này em vứt này. À, như vậy là chúng ta chỉ cần kiểm tra hai giá trị lớn nhất. Lớn nhất thì chính là omega bình A này. Omega bình là 2π trên t tất cả bình này, nhân A. 2π trên t tức là 2π trên 2 bình nhân A là bằng mấy nhỉ? 3. Thì cái này là bằng pi bình bằng 10 và cái này gần bằng 30 cm trên dây bình, đúng không? Đáp số là B. Các bạn có thể lớn nhất. Nhớ rằng ở vị trí biên thì có thể lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Được chưa? Ở đây chúng ta chọn có đáp án là lớn nhất bằng 30 cm trên dây bình. Câu 40. Vật dao động điều hòa trên trục OX hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ly độ X vào thời gian T, tần số góc, tức là chúng ta tìm omega, đúng không? Thế thì các bạn nhìn vào đồ thị, chúng ta sẽ biết được cái khoảng thời gian từ 0 này mà đến 0,2. Cái đoạn này chính là bằng T trên mấy nhỉ? T trên 2. Các bạn nhớ ý là đến đây sẽ là một T này. Đây là T. Từ đây đến đây là T trên 2 như vậy. Chúng ta suy ra được T trên 2 bằng 0,2. Suy ra là T bằng 0,4 giây. Thì chúng ta tìm được omega, đúng không? Omega bằng 2π trên T. 2π chia cho 0,4, tức là 20 chia 4 thì bằng 5π radian trên gì? Giây. À, như vậy đáp án là 5π radian trên giây. Các bạn có thể chọn được đáp án là C. Như vậy thầy hướng dẫn các bạn đến 40 câu. Còn một số câu còn lại ở cái file bài tập thì các bạn sẽ chủ động làm và xô đáp án. Có vấn đề gì thì thầy sẽ giải đáp giúp các bạn.